Xin chào đến toàn thể anh em bác đam mê nhé. Đây thì lại có một gói hàng Bon lên thanh lý cho anh em và bác. Đấy, cái này thì là một khẩu Condo hay Epic gì em cũng gửi rất chi lâu rồi cũng không nhớ nhé. Nhưng mà của anh khách người Đắk Minh Đắk Lông, thu hộ 8,7 triệu. Và anh khách này có hỗ trợ tiền cước là 600.000. Và khi hàng không nhận, anh gửi vào anh không nhận thì anh có hỗ trợ cho shop thêm tiền cước xe. Đấy, nên là ngày hôm nay sẽ lên bóc cái hàng này ra và thanh lý cho anh em bác luôn. Hàng tất cả những mặt hàng mà lắp ráp cho anh em đây. Đấy, anh em có thể thấy này, những khẩu Condo hoặc Epic như này lắp ráp xong thì bên em sẽ đóng hàng gửi cho anh em. Đấy, anh em mà không nhận hàng nhá, thì những cái thành phần nào mà mõm, nhôm này hay là đặt hàng không nhận ấy, thì nói thật với anh em là xin phép là em sẽ để nguyên số điện thoại. Nhưng mà đối với những anh em nào mà có trách nhiệm một chút thì em sẽ che số điện thoại lại của anh em lại. Đấy, đây anh em thông cảm nhé. Đấy, còn những cái thành phần như hôm vừa rồi có cái thằng Nguyễn Văn Lanh đây thì đặt hàng chưa đi rồi tiền lại tiền cọc thì xin thưa anh em là em sẽ nói chửi thẳng mặt luôn. Đây. Đấy, anh em cũng phải thông cảm. Đấy, đặt hàng thì anh em có trách nhiệm nhận hàng một chút, còn không có trách nhiệm thì anh em phải bảo suốt một câu. Chứ đừng có gọi điện đến xong bắt đầu đi hàng đến gọi điện thuê bao này. Như vậy không nói một câu một từ gì thì rất chi buồn. Đấy, cứ như anh khách này, Nam Bình Đăng Lông alo là hàng đến phát là kêu là tài khoản bị lỗi không chuyển được tiền. Đấy, shop cứ cho quay đầu hàng về đi, sau khi nào mình lấy sau mình lại điện thì mình sẽ hỗ trợ thêm shop tiền cước xe của hàng này thì ok. Anh em nói vậy thì ok, mình báo nhà xe cho hoàn về là ok có nhé. Đấy, đơn hàng này là 8,7 triệu. Thì cũng không biết nó là cái như thế nào, cô như nào. Nhưng mà đây em sẽ bóc ra và thanh lý cho anh em luôn. Đấy, anh em mua đồ thanh lý này thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng ít nhất là 500 đến 1 triệu đồng tùy cấu hình. Đấy, đây thì em cũng không biết cấu hình nó như thế nào, nhưng mà cứ bóc ra đã, xong rồi sẽ cho anh em xem cấu hình rồi thanh lý nhé. Phụ kiện đi kèm luôn luôn là sẽ gửi đầy đủ cho anh em này. Đấy, thấy chưa, đầy đủ phụ kiện này. Đấy, giảm thanh này, giảm này thì cái này lắp giảm iFox này, một cân đạn chì này, bình carbon này. Đấy, cây súng này. Đây, bóc ra và úi giời, bóc ra và đắp ráp hoàn thiện lên và thanh lý cho anh em luôn. Bình carbon này, hơi áp vẫn còn đầy đủ nhá. Đấy, gửi cho anh em thì luôn luôn là quấn chắc chắn như thế này. Anh em làm theo dõi bên em rồi thì cũng biết độ uy tín của bên em nó như thế nào nhá. Đấy, đây, đấy, cây này gửi thì cực kỳ lâu rồi đúng nhá. Cành thì cây này là lắp cành HVK nhá, cành HVK copy 11 bao chuẩn chỉ trụ cho anh em, cự ly là 100m chuẩn tâm. Đấy, cái này của anh khách người Đắk Minh Đắk Lông này, 8,7 triệu này, lắp cành HVK này. Đấy, bình là bình carbon này, kính ngắm beta này. Đây, cây Condo thẳng dài cấu hình cao đây. Cái hình này thì bao nhiêu anh em chơi cự ly là 100m chuẩn tâm luôn nhé. Đấy, giảm thanh thì cực kỳ êm nhé. Đấy, đây, Condo thẳng dài cấu hình cao, thanh lý cho anh em bác luôn có nhá. 8,7 triệu thì ngày hôm nay sẽ thanh lý cho anh em với và bác đối với cấu hình này là 8 triệu đồng có nhá. 8 triệu đồng một cấu hình khẩu Condo thẳng dài cấu hình cao như thế này. Thì ở đây hiện tại cấu hình em đang lắp đó là bình thì sẽ là bình carbon này, bình đẹp này, van cò đi kết bản chuẩn công ty này, combo khung cò ruột tay cầm gỗ này, khung không vuông này, tay cầm gỗ liền cối cho anh em, giảm âm ra iFox phi 35, kính ngắm beta TMD thông số. Cành thì đó là cành HVK copy 11 80 tuyến, có cho keo đầu cành cho anh em. Đấy, cành này thì khương tuyến cực kỳ đẹp. Em có làm video ở trên kênh rồi. Đấy, cần thiết em anh em cần thì em sẽ làm video test thực tế cho anh em. Đấy, cành HVK nhé. Đấy, giảm thanh thì cực kỳ đẹp. 8 triệu đồng một combo như thế này. Tặng kèm một cân đạn chì, phụ kiện đi kèm đầy đủ laser là đầy đủ cho anh em bác. Đấy, thì anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm, có nhu cầu muốn chơi cái này, mua cái này thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại kia nhé. Đấy, giá cả cực kỳ rẻ luôn cho anh em chơi. Thì giá này chưa bao gồm phí cước. Anh em ở miền Bắc thì hỗ trợ giúp shop là 300.000 cước, còn anh em ở miền Nam thì hỗ trợ giúp shop là 500 đến 700.000 tùy theo khu vực. Đấy, nói nghĩa là tùy theo khu vực của anh em.
anh em ở khu vực nào thì sẽ hỗ trợ cước xe ở khu vực đấy nhá, 3 đến 5, 700 tùy theo khu vực của anh em đấy. Anh em quan tâm thì alo qua số điện thoại kia để mua bán nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.